cho các bạn đến với khu vườn của nhà mình. Hôm nay thì mình cùng mình khám phá một dòng hoa hồng nữa nhé. Đấy là dòng hoa cổ Sơn La. À quên. sorry. Cổ Sapa. À, vì đặc tính mà cổ Sapa thì nó sẽ rất là ưa mát. Mình thấy cây rất là khỏe. Sai hoa. Độ lập của nó cũng nhanh. Hoa thì khá là bự luôn. Cây này thì hôm nay nó không có hoa lớn lắm, chứ bình thường là nó rất là to. Cây này thì mới hôm nay đang ra hoa hơi xíu xíu. Đó. Nó rất là nhiều nụ. Mà bắt đầu hoa này thì mình thấy hoa chùm không ta? Hình như là mình thấy rất là ít khi có. Nhà mình nhé thì là không có thấy nhiều hoa chùm lắm. Mình thấy là hoa này thơm, sai và lập hoa nhanh. Nhưng có một đặc điểm mà mình thấy, tức là tùy vào sở thích của mỗi người nha, nhưng mà hoa này đặc biệt của nó là nó màu hồng nhạt nhạt á. Nên chỉ cần là mưa nhiều một chút là nó cánh phong, phần cánh của nó cũng không có tươi như những cái dòng hoa khác, kiểu như nó cứng ấy, mà nó hơi có cái gì đấy gọi là sao ta, nhăn nhăn ấy, nhăn nhăn mềm mềm nhũn nhũn á, nên trông nó không khỏe như là các dòng hoa khác. Đấy, chỉ còn một cơn mưa qua là hoa nó sẽ sao ta bạc màu ấy. Kiểu nó màu nó sẽ nó không không tươi lắm. Đó, mình che bớt ánh sáng để bạn nhìn rõ hơn. Đó, nó tức là so với các dòng khác thì nó có một chút gì đấy của cánh nó hơi mềm, nên cái độ nhìn nó sẽ không tươi. Nhưng tất nhiên là khi nó nở nhiều thì trông nó vẫn có cái nét đẹp riêng của nó. Và rất cũng có nhiều người rất là thích cái dòng này. Đây, khi nó nở được một vài ngày nó sẽ như này. Cái này của mình thì cũng đang bị phần trắng đấy. Mình phun bia cho nó mà còn chưa mua được bia.